Chào quý vị và các bạn. Mời các bạn tham khảo kết quả quét thử sổ số Đài Miền Trung thứ bảy ngày 6 tháng 2 năm 2021. Sổ số Miền Trung hôm nay có các đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và đài Đắk Nông. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn. Kết quả quét thử sổ số Miền Trung giải 8, đài Đà Nẵng 2, 4, đài Quảng Ngãi 5, 7, đài Đắk Nông 0, 7. Giải 7 đài Đà Nẵng 7, 1, 1. Đài Quảng Ngãi 856, đài Đắk Nông 556. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn và chọn được những cặp số đẹp trong ngày hôm nay. Đài Hậu Giang 472. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.